Tình hình dịch COVID-19 tại Sài Gòn vẫn đang diễn biến hết sức căng thẳng. Ý thức tuân thủ phòng chống dịch bệnh của người dân hiện nay phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng gây cản trở công tác phòng dịch, điển hình như người phụ nữ trong đoạn clip phía đây. Theo đó, clip được ghi lại vào sáng ngày 14 tháng 7 tại phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Người phụ nữ đến tìm con trong khu vực bị phong tỏa. Tuy nhiên, chị chưa khai báo y tế mà phi thẳng xe vào khu vực này. Cán bộ trực điểm chốt đã lập tức chặn chị lại và yêu cầu chị xuống xe. Đáng nói, người phụ nữ này không đeo khẩu trang. Nam công an trong clip đã nhắc nhở và đưa khẩu trang cho chị. Người phụ nữ miễn cưỡng thực hiện theo, tuy nhiên chị vẫn liên tục to tiếng nạt lại các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đáp lại chị, người cán bộ vẫn khá bình tĩnh. Sau đó, anh đã yêu cầu chị tắt máy xuống xe để lập biên bản rồi lên phường trình báo. Tuy nhiên, người phụ nữ này dằn lại và quyết không đi đâu hết. Tôi không đi, các người đang ăn hiếp tôi. Nam cán bộ lúc này cũng không bình tĩnh được nữa và hô hoán đồng đội giữ người phụ nữ này, áp chế lên xe thùng. Sau khi đăng tải lên các diễn đàn, người phụ nữ đã nhận về vô số chỉ trích. Làm sao những người khác người ta thích hàng rồi lại